Vâng, bây giờ chúng ta sang cái bài 2 La Mã 5 6. Thì cái đề bài toán này nó hơi dài. Thầy sẽ cố gắng thầy sẽ tóm tắt lại và thầy sẽ phát họa cái hình vẽ để cho các em dễ theo dõi nha. Cái đề bài 2 5 6 này nó có cái nội dung thế này. Sóng dừng trên dây có cái tần số là 20 hẹt, có tần số là 20 hẹt, có cái vận tốc truyền sóng là 160 cm trên giây, n là nút, n là một cái nút sóng, c và d nằm ở hai bên cái nút của n, c và d là hai cái vị trí cái cân bằng của hai phần tử trên giây, cách n lần lượt là 9 cm và 32 trên 3 cm, tức là n, c và d là nằm ở hai bên, thì c và d như vậy thì là ta có là cn là bằng 9 cm và dn là bằng 32 trên 3 cm. Tại thời điểm T1, tại thời điểm T1, ly độ của phần tử tại D là UD là bằng trừ căn 3 cm. Xác định ly độ của phần tử tại C, tức là tại thời điểm T2 á thì là bằng T1 cộng cho 9 phần 40 giây. Thì tại cái thời điểm T2 đó người ta yêu cầu mình xác định cái ly độ của cái điểm C tại cái thời điểm T T2. Thì cái nội dung của bài toán này thầy sẽ cố gắng cô đọng nó lại bằng cái hình vẽ này cho các em. Bây giờ cái N nó là một cái nút, N nó là một cái nút, thì thầy cho nó là N nó là một cái nút, chẳng hạn như là N nó nằm chỗ này. Các em nhớ rằng là ở đây thì cái trước hết là mình xem thử tức là cái bước sóng nó là bao nhiêu. Thì cái tính ra cái bước sóng thì các em đơn giản thôi. Lambda thì bằng V chia cho F, đúng không? Lambda bằng V chia cho F, mà V là 160, F là 20. Như vậy là 16 chia cho 2 là bằng 8 cm. 8 cm. Lambda bằng 8 cm, như vậy thì cái đoạn mỗi cái đoạn như thế này nó là 6 cm nè. Cái đoạn như này thì nó là 6, thì là cái này là 3, cái này là 3, cái này là 3, cái này là 3. Mà cái điểm C á thì nó cách cái điểm N là 9 cm. Điểm C nó cách điểm N nó là 9 cm. Coi thử thử là lambda bằng 8, 8 thì lambda trên 2 bằng 4 chứ, thầy xin lỗi. Lambda bằng 8 thì lambda trên 2 nó bằng 4. 4 thì bên này là 2, bên này là 2. 2 hết nha các em. 2. 2. Mà cái điểm C á thì nó cách cái điểm N á là 9 cm. Các em đếm coi. 2 4 6 8 là 9. Vậy là cái điểm C nó ở đây. Dĩ nhiên nó có nhiều cái cách giải. Các em có thể tính cái biên độ bằng cách là chẳng hạn như biên độ tại C thì các em viết là AC nó bằng A bụng nhân cho giá trị tuyệt đối của sin 2B XC chia cho lambda. Thì các em cũng biết được cái biên độ của cái điểm C, nhưng mà thầy không muốn nó nặng nề về các cái con số, mà thầy muốn các em nhìn một cách trực trực quan, bởi vì thực sự ra cái sóng dừng á thì các em giải bằng hình ảnh nó dễ hơn là giải bằng thuật toán. Như vậy thì cái điểm C nó nằm chỗ này. Các em thấy là 9 nè, 2 4 6 8 với 1 là 9. Như vậy thì cái điểm C á nó dao động tại đây, và cái đây là cái biên độ của C, biên độ của C nó nằm đây. Đây gọi là AC. AC, biên độ của C. AC. Và cái điểm D ta nhanh chóng suy ra nha. Cái NC, cái NC rồi như NC thì nó bằng NC nó bằng 9, bằng 9 cm. Như vậy thì 9 cm này nè
nó có phải là bằng 8 cộng với 1 không? Mà 8 thì là 1 lambda. Cộng với 1 tức là 1 phần 8 lambda, hay là lambda trên 8. Đúng không? Như vậy thì các em thấy rõ ràng là cái này là 2, 4, 6, 8 rồi. À, như vậy từ đây cho tới đây là 1 lambda. Tới đây là 1 lambda. Như vậy thì từ đây mà tới đây thì nó là lambda trên 8. Tức là điểm C này nó cách cái nút này là một đoạn là lambda trên 8. Rồi bây giờ cái điểm D nó nằm ở đâu? Điểm D là ND đi. ND nó bằng 32 feet, 32 trên 3, 32 trên 3 cm. Thì các em chia cho 32 nè, trên 3 nè, rồi các em chia cho một cái lambda nó là 8 thì nó là bằng bao nhiêu? 32 chia cho 8 nó là bằng 4, 4 phần 3. 4 phần 3 thì nó là bằng 3 phần 3 cộng với 1 phần 3. Như vậy thì 1 lambda cộng với 1 phần 3 lambda. 1 lambda nè, từ A tới đây là 1 lambda nè, cộng với 1 phần 3 lambda. 1 phần 3 lambda là bao nhiêu? 1 phần 3 lambda, 1 phần 3 lambda, mà cái đoạn này là 1 phần 3 của lambda. À, 1 phần 3 của lambda. Mà như vậy thì ta có là gì? 1 phần 3 thì ta có là 2 lambda. Là 2, ta chia cho 2 thì nó là lambda trên mấy? Cái đoạn này là mỗi cái như thế này, nó là 2 đơn vị nè. Thì các em có được là 2, 4, 6, 8. Cái này là 1 lambda nè. Rồi tới 1 phần 3 lambda nữa, nó nằm ở đâu cái khoảng này? Như vậy thì cái điểm N nó nằm chỗ này, N nó nằm chỗ này. Và các em thấy rằng N nó nằm chỗ này thì cái biên độ dao động của cái N nó là quay lên. Như vậy thì rõ ràng là A là tại C á, thì nó quay xuống, mà tại N nó quay lên. Giờ lại đây là A, N nó quay lên, thì cho qua đây luôn đi. Thì cái này là đoạn là A, N. Như vậy thì khi mà vẽ ra thì các em thấy rõ ràng là C và D, thầy xin lỗi. C và D, đúng rồi. C và D là hai cái điểm mà nó dao động ngược pha với nhau. Như vậy thì bây giờ mình lập cái tỷ số UC trên UD thì nó là bao nhiêu? Thấy không? Cái này nó là lambda trên 3 nè. Cái này nó là cái độ khoảng này nó là lambda trên 3. Như vậy thì mình có là UC chia cho UD. UC chia cho UD. UC chia cho UD, mà UC thì các em biết là UC thì nó bằng A bụng. Phải không? A bụng sinh của 2B. À, cái điểm C này nó cách cái nút là lambda trên 8 thôi các em. Lambda trên 8. Rồi lại trên lambda tiếp. Chia cho UD nó cũng xuất phát từ cái A bụng, rồi sinh của sinh của 2BD, tức là điểm D này nó cách cái nút này là lambda trên 3, là lambda trên 3, rồi trên lambda tiếp nữa thì nó là bao nhiêu? Các em đơn giản cái này đi. Các em có là 2 trên 8 là 1 trên 4, sinh của B trên 4 là bằng 1 trên căn 2. Rồi cái này lambda, lambda đơn giản, sinh của 2B trên 3, sinh của 2B trên 3 đó thì bằng sinh của B trên 3, mà sinh của B trên 3 đó là bằng căn 3 trên 2. Bằng căn 3 trên 2. Các em nên nhớ rằng để dấu trừ để cho thầy, để dấu trừ để cho thầy. Các em khỏi cần phải nhọc công suy nghĩ cho nhiều. Bây giờ mình nhìn cái hình ảnh đó mình thấy nó ngược pha thì là cái ly độ của cái tỷ số 2 ly độ này nó là một số âm, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Trừ 1 trên căn 2 nhân với lại 2 trên căn 3 thì có phải nó bằng trừ cho căn 2 trên căn 3. Đơn giản vậy thôi. À, UC chia cho UD bằng trừ căn 2 trên cho căn 3. Như vậy thì tới đây mình có được cái quan hệ giữa ly độ điểm C và ly độ của điểm điểm D là UC chia cho UD bằng trừ căn 2 chia cho căn 3. Bây giờ về câu hỏi tiếp nè. Người ta bảo là tại cái thời điểm T1, tại cái thời điểm T1 thì UD bằng trừ căn 3 cm. Như vậy thì tại thời điểm T1 á,
thì UC là mình có là UC1. Tại thời điểm T1 thì UC nó là UC1. Mà các em biết là UC1 á là bằng trừ căn 2 trên căn 3, trừ căn 2 trên căn 3 nhân với là UD1, đúng không các em? Đấy. Như vậy thì ta có là gì? Ta có là gì? Người ta cho UD1 là bằng trừ căn 3. Dạ, các em biết là trừ căn 2 chia cho căn 3 nhân với là UD1 là bằng trừ căn 3. Các em đơn giản cái này đi. Như vậy thì nó là bằng căn 2. Căn 2. UD1 nó bằng căn 2. À, UC1 nó bằng căn 2 cm. Đấy. Từ đây các em có là UC1 bằng căn 2 cm. Bây giờ người ta hỏi là tại cái thời điểm T2 đó, đây là UC2 đi. Tại cái thời điểm T2 đó là bằng T1 chạm cho 9 trên 40 giây. Thì cái ly độ của điểm C đó nó có cái giá trị là bao nhiêu, nó có độ lớn là bao nhiêu. Như vậy thì các em làm như thế này, thầy sẽ ghi ra chỗ này thôi, đơn giản chứ nó không có dài dòng lắm đâu. Thì các em có là tại thời điểm T2 thì có phải là bằng T1 cộng cho delta T không? Như vậy thì các em có là delta T chia cho T, delta T chia cho T, delta T ở đây là 9 trên 40, delta T là 9 trên 40, chia cho T luôn, chia cho T, mà T là bao nhiêu? T là bao nhiêu? Các em biết là F là nó là bằng 20, như vậy thì T nó bằng 1 trên F, tức là nó là bằng 1 trên 20. Từ đây các em có được là delta T trên T là bằng bao nhiêu? 40 mà chia cho 20 là bằng 2. Như vậy là 9 chia cho 2, 9 chia cho 2 là bằng 4,5. 4,5 là 4 cộng với 0,5. Có nghĩa là 4 cộng cho 1/2. Đấy. Như vậy thì từ đây các em suy ra được là delta T có phải là bằng 4T cộng cho T trên 2, đúng không? Như vậy thì cái thời gian delta T đó nó là bằng một số nguyên lần chu kỳ, tức là 4T. Thì cái 4T đó là nó cái ly độ dao động, cái trạng thái dao động nó trở về vị trí cũ. Như vậy chúng ta bỏ cái này đi. Như vậy chúng ta lấy T trên 2 thôi. T trên 2 tức là cái pha dao động nó là một nửa, cái thời gian mà dao động nó là một nửa chu kỳ. Mà thời gian dao động nó bằng một nửa chu kỳ bằng T trên 2 á, thì cái ly độ nó sẽ nằm ở bên kia, tức là nó đối xứng với lại UC bên này. Như vậy ta thấy rằng delta T này là bằng T trên 2 nè. Như vậy thì UC2 nó sẽ bằng trừ UC1, đúng không em? Bởi vì sao? Bởi vì nó là, nếu mà nó đi đúng một chu kỳ á thì nó trở về cái vị trí ban đầu. Nhưng mà nó đây là nó đi thêm một nửa chu kỳ nữa. Như vậy thì cái biên độ, cái ly độ của nó sẽ là một cái vị trí đối xứng. Như vậy thì UC2 nó sẽ bằng trừ UC1. Mà trừ UC1 có nghĩa là UC2 nó bằng bao nhiêu? Các em thấy rằng UC1 á là bằng căn 2 cm. Như vậy thì UC2 nó sẽ là bằng trừ căn 2 cm. Chúng ta kết thúc cái bài toán tại đây. Đấy, người ta hỏi là cái UC2 nó là bao nhiêu tại cái thời điểm T2 là bằng T1 cộng cho 9 trên 40 giây. À, tức là nó quay tại cái thời điểm T2 á là nó ở cái vị trí là của T1, ở vị trí của T1, rồi nó quay đúng một nửa chu kỳ thôi, một nửa chu kỳ thôi. Cái bốn chu kỳ kia thì nó trở về vị trí cũ rồi. Thêm một nửa chu kỳ nữa có nghĩa là nó ngược, nó đối xứng với lại cái ly độ của cái thời gian T1. Như vậy thì UC2 nó sẽ bằng trừ UC1, mà UC1 ở đây là căn 2 thì UC2 nó sẽ là bằng trừ căn 2 cm. Cái bài toán nó khá là dài dòng nhưng mà
thầy không muốn đưa ra quá nhiều cái cách giải mà bằng cái kiểu tính toán, mà thầy đưa ra cái hình ảnh như thế này để cho các em thấy là tính ra cái tính ra cái tỷ số ly độ của C và D cho nó đơn giản, là các em chỉ có kẻ ra thôi. Em kẻ ra thì các em thấy rằng cái điểm C này nè, cái điểm C này thì cái ly độ của cái UC là nó đang sẽ xuống, trong lúc đó UD nó đang quậy lên. Có nghĩa là hai cái điểm này nó dao động ngược pha với nhau. Cái thứ hai, các em vẽ ra như thế này thì các em chỉ cần tính cái khoảng cách từ điểm C tới cái nút thôi, từ điểm D tới cái nút gần nhất nó thôi, thấy không? Thì từ điểm D tới cái nút này nó là lambda trên 3, từ điểm C tới cái nút này là lambda trên 8. Từ đó các em tính được cái biên độ tại điểm C và biên độ của điểm C và biên độ của điểm D, tức là AC và AD. UC chia cho UD, UC chia cho UD, UC chia cho UD. Thì các em tính như thế này thì nó sẽ ra cái tỷ số là trừ căn 2 trên căn 3. Các em cứ để yên như vậy, các em thế UD vào, bởi vì ở thời điểm T1 thì UD1 nó là bằng trừ căn 3. Các em thế vào, các em thế vào trừ căn 3 vào thì các em sẽ có được là UC1. UC1 các em cho nó quay, nó quay 4 lần chu kỳ thì nó không có gì thay đổi về trạng thái cả. Nó tới cái chu kỳ thứ 5 là nó đi một nửa chu kỳ, nó đi một nửa chu kỳ. Như vậy thì cái ly độ của nó đối xứng với nhau, đối xứng với nhau. Vậy thì UC1 nó dương thì UC2 nó âm. Đấy, chúng ta kết thúc bài toán nha.